Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em quay trở lại với series Nhật ký luyện rồng. Ta-da! Ok. One hour later. Ok, thì hôm nay bọn mình tiếp tục với tập 2. Thì như anh em đã biết, tập 1 lần trước bọn mình đã sao ta ấp một cái quả trứng rồng và nó đã nở ra được một con rồng rồi. Thì tập này mình với lại Sammy Noob sẽ cùng nhau gọi là sao ta, ở nhầm Oshin Sammy sẽ cùng nhau gọi là xây cho con rồng này. Oshin đập bây giờ. Và im lặng, tôi chào mọi người coi. Thì bọn mình sẽ cùng nhau xây một cái chuồng cho con rồng. Sau đó là bọn mình sẽ tìm cách để cưỡi được con rồng đó. Con rồng này mình nghĩ là chắc là nó cũng sẽ cưỡi được anh em, bởi con rồng này khá là bự. Chẳng lẽ giờ mình leo người nó không bay được, đúng không? Đúng không Sam? Sao? Đó thì nè, mình đang để ý anh em là con rồng này á, mình leo lên nó không được. Mà bà biết là bà biết con ngựa không? Con ngựa á. Bà biết làm cách nào để có thể cưỡi ngựa không? Cưỡi ngựa cần có cái gì nè? Yên ngựa, phải có yên ngựa. Đúng rồi, phải có yên ngựa. Thế nên tôi nghĩ là con rồng này chắc nó cũng phải cần yên á. Mà lần trước á, tôi vô trong cái ông mà ít ngồi trên chiếc thuyền nè, hình như tôi nhớ là ông có bán yên hay sao á. Có à? Có đi hả tôi, đi qua đây nè, cái chỗ cái ông này nè, hình như là ông này là một cái ông gọi sao ta, thợ may mà ổng chuyên gia đi bán đồ ở trên thuyền á, ổng cho dẹt đến đây nè. Bây giờ mình chỉ cần lại mình mua thôi. Đây đó nè, đây nè, nhìn cái bộ đồ ổng mặc đi, bộ đồ của ổng mặc may bằng cái vải. Ủa? Vải đắt tiền không nha. Ủa mà mình có tiền đâu mà mua, trời mới sinh tồn mà. Tào lao, hiện giờ mình lại mình hỏi giá trước. Bà không biết giá bao nhiêu hết mà đòi mua. Từ từ để xem coi. Bây giờ tôi tích mọi người. À, ổng có bán nè. Ổng có bán mũ nè, quần nè, áo nè, giày nè. Và có bán cả yên ngựa luôn. Ổng có làm thợ may, ổng may yên ngựa luôn đó. Thì mua cái này cần có 45 con cá. 45 con cá trời sao? Trời. Trời trời. 45 con cá hả? Mà đâu sao đâu. Cái hồ này nè, cái hồ này có quá trời cá luôn mà. Lột sức lao động dễ sợ. Thì bây giờ là mình xuống cái đó mình giết cá rồi cái đầu mình đem mình đổi yên, mình lấy cái yên mình cưỡi rồng thôi. Nè đi vô đây vậy. Tôi làm cho bà một cái giáo nữa nè. Đi vô tôi làm cho bà một cái giáo, tôi một cái giáo rồi tôi với bà đi giết cá. Bà phải hai đứa làm thì mới có thể mà đủ gì ta nhanh được, chứ không thôi là gì ta một đứa làm là làm không nổi đâu. Đây. Một cái giáo nữa. Sam rồi. Sam. Đây sao lưng không? Nè trời. Rồi đi theo tôi. Quá. Đây cái hồ cá này mình nhớ lần trước là có quá trời cá luôn anh em. Đó, đi xuống đây. Nè con cá nè. Cá nè, hai con luôn. Wow. Rồi xuống đây nè, mình lặn xuống. Cá nè. Làm gì đừng. Mình lặn xuống rồi mới dễ thấy. Ui, sao nhìn kìa. Đầy cá luôn. Wow. Lên. Mày hả cá? Cá này. Ơi. Bà này kỳ quá, tiếng tưởng ông cá, Cá có mắt bà, con cá nào mà mập như tôi không? Đó. Từ, để coi coi. Cá nè. Ôi. Ơi, tôi được 20 con rồi nè, bà được bao nhiêu rồi? 25 con. Ồ. Ơi, vậy được 45 luôn á, đi lên đây lên đây. À, được rồi. Đúng rồi, lên. Ôi, tính nhanh nha. Cái hồ không hay, từ tôi nghĩ á Sam là mình nên kiểu sao ta, mình nên làm thêm mồi để mình nuôi cá đi, chứ không thôi mình giết hoài cũng hết à. Qua đây đó. Bây giờ bà quăng cái gì ta, cá cho tôi quăng ở đây đó. Ok rồi, bây giờ mình sẽ làm đó để mình đổi thành yên mới được đó. Để xem coi. Ui, đây đổi yên nè, tinh tinh, được một cái yên cưỡi nè. Đó, bây giờ mình đem cái yên cưỡi này mình sẽ gắn cho cái người con rồng và mình hy vọng là mình sẽ cưỡi được con rồng. Đi qua đây nhanh lên. Ôi trời ơi, sắp được cưỡi rồng rồi, sướng phải chưởng anh em ơi, sắp được cưỡi rồng rồi. Để xem coi con rồng này hả. Em tính ra mới khởi đầu nghe thấy khoái nè. Có nhà có rồng rồi, có nhà có rồng luôn rồi. Từ nè, ok rồi, mình sẽ đeo cái yên cho con rồng. Đeo sao ta? Ok. Ui, rồng này biết đẻ trứng luôn hả? Server quá tải, hãy thử lại ở con rồng. Ui, con rồng này đến 600 máu luôn. Tôi cưỡi thử nha. Ui. Ê Sam ơi, nhìn. Ủa sao không cưỡi lên cái đầu đó vậy? Ủa sao tự nhiên tôi không ngồi lên lưng nó mà tôi ngồi lên trên đầu nó, tôi che hết. Tôi che hai con mắt của nó luôn. Sao nó bay? Trời em ngồi. Bà ngồi thử coi, Ngồi sao? Bà lít chuột phải với người nó. Không ngồi được, chắc dụng. Ê, cái gì vậy? Trời ơi. Ủa gì vậy trời? Trời, con gái. Con lứa mà ngồi chẳng hãng kìa, nhảy xuống.
Nghe chưa? Con gái ăn lưới đâu ngồi, ngồi con gái ăn lưới phải ngồi khép chân lại chứ mặc váy còn ngồi chẳng hãng nữa. Rồi từ tuổi coi. Ôi, nhìn nè, nhìn tôi ngầu không? Nhìn tôi ngầu không? Wow. Nhìn buồn cười quá, nó ngầu cái gì trời mà người thấy buồn cười trời. Buồn cười vậy trời, nhìn tôi thấy tôi ngầu quả trưởng á chứ buồn cười đâu, buồn cười. Rồi. Ngồi hơn ngón ngồi. Coi nè, coi nè, tôi đi thử coi, Ôi, con đồng này đi cũng nhanh nha. Con đồng đi cũng nhanh nha. Con đồng này đi cũng nhanh mà. Buồn cười gì? Cười quá. Ôi, tính là con đồng này đi nhanh mà, đi đẹp mà, có gì đâu buồn cười, ngầu mà. Đâu bây giờ mình sẽ thử. Bây giờ tôi thử, tôi bay thử nha. Đấy. Chu, cao không? Gửi không? Nè cao nè, bay nè, bay nè. Ôi. Ủa con đồng này biết bay không vậy? Sao nó nhảy vậy? Ủa sao con đồng này nó biết nhảy à, nó không biết bay hết ta? Ôi. Ôi. Ôi, hình như là con đồng này nó không biết bay, con đồng này chỉ biết nhảy à. Đồng cấp, đồng lai cấp rồi. Con đồng này là con đồng lai ếch, lai cấp vậy. Ôi nhưng mà nó quay, nó nhảy lên tới ngọn núi luôn nè, con đồng mày nhảy cao quá. Lòng em chứ nhảy. Khoan cho tôi xem con rồng này nó nhảy cao cỡ nào nha. Rồi đi ra ngoài đây coi, đi ra ngoài cái hồ này nó nhảy có gì mà lỡ mà bị té xuống mình sợ nó bị mất máu anh em. Ok, tôi thử cho coi nó nhảy cao cỡ nào nha. Hey. Ok ok. Chà. Wow. Wow wow wow. Quay quay quay. Cao vậy. Ai trời, mất máu con rồng tôi luôn rồi. Cái rồng bây giờ. Sẽ sợ chết rồng quá. Ôi con rồng nhảy cao quá trưởng sao mày. Ui ui. Ôi cao quá nha. À đạp tôi. Ôi. Ôi trời trời không được, không được. Mình nhảy cái này rí chết rồng quá, nhìn cái mặt con rồng đúng buồn luôn kìa. Ôi. Đúng huyền luôn. Ok thôi bây giờ tôi nghĩ nè, tôi bà nên gọi sao ta? Xây một cái chuồng cho nó đi, không thôi là nó đi đâu mất luôn á. Nó nhảy nó chết đấy. Ờ đúng rồi, từ tôi bà đi xây chuồng cho nó đi, từ tôi xem coi. Bây giờ tôi trong người tôi đã có gỗ nè, với lại lần trước là tôi với bà đi chặt được ít gỗ nè, để tôi làm thành cái hàng rào. Sau đó bà phụ tôi xây chuồng cho nó nha. Ok tôi xem coi. Để xây chuồng cho nó thì mình sẽ xây một cái chuồng bằng gỗ nữa nè. Thêm ít miếng gỗ nè. Sau đó là mình sẽ làm thêm que để mình làm hàng rào. Đó ok rồi, hàng rào đâu ta? Kiến trúc đúng không? Đây. Ok, cần nhiều hơn nữa, mình cần nhiều hơn nữa. Đó ok. Rồi mình làm thêm một cái cửa nữa nè. Rồi ok, Sam ơi. Sam. Ừ? Sao bà suốt ngày bà đi, sao bà suốt ngày bà làm nông dân chăm chỉ, bà đi trồng lúa hoài vậy? Phụ tôi nè, xây chuồng rồng nè, đó hàng rào đó. Rồi, đi qua đây. Chuồng rồng mà tôi với bà xây ở bên đây đi, xây bên đây đi nè. Ok. Ok, từ tôi đặt ô cho bà để bà biết chỗ bà xây nè. Rồi. Con cừu đi ra mày. Ok, từ xây cái chuồng rồng của nó dính vô trong cái ngọn núi này đi. Ok, rồi, đặt vào đây. Đó. Rồi. Ôi đập ra tôi lỡ tay, tôi đập dư một cái nè. Đó, đập ra. Không đập đây. Ê tôi nghĩ chắc con không cần cửa đâu ha. Mình có thể bắt cua hai block để đi qua nè. Đó. Bà biết bắt cua không? Ghê, con gái mà cũng biết bắt cua luôn, ghê vậy ta. Ôi, ghê. Con cừu mày đi ra coi. Mày cứ vô đây hoài. Ok, từ để mình đặt block cao hơn nữa nè. Sau đó là mình phải làm thêm cái mái cho nó nữa, không thôi là nó sẽ bị rồi sao ta, bị nắng á, Sam hiểu không? Sam hiểu không? Bị nắng hay không? Đúng rồi, bị nắng á. Ok từ, để mình bây giờ sao ta? Mình nghĩ là mình phải mà làm cái cửa thôi chứ không làm cửa là không được. Đập ở bên kia ra, giúp tôi. Bên kia kìa, bên kia kìa. Mình nghĩ là phải làm cửa anh em ơi, chứ không làm cửa là nó không ấy được. Ok từ, đặt lóc leo này cái nè. Rồi bây giờ mình sẽ đặt thêm một lóc lên đây nữa. Rồi mình sẽ làm một cái mái để che con rồng lại, mình sợ con rồng nó sẽ bị cháy nắng, nó sẽ thành rồng một nắng luôn anh em ơi. Đen. Ờ rồng đen luôn. Ok, khoan từ. À không biết là con rồng nó có dẫn vô đây được không ta? Ủa mà làm sao dẫn nó vào? Thì bà leo lên cái đầu của nó, bà dẫn nó vô. À đúng rồi. Nước thiệt chứ đúng là oxin cao cấp thì lúc nào cũng phải làm oxin, không thể nào mà có thể quên, hơn người được. Ta quên nó mà vô. Qua đây, quá đáng. Qua đây phụ tôi coi, đứng ở trầm lúa hoài. Qua đây nè. Từ cái ta trồng xong á ta tính sau. Trời trời, suốt ngày cái trồng lúa hoài, có con rồng không lo chăm cho con rồng đi. Vậy sợ này, giao người ta làm nông dân chăm chỉ xong của cách người ta. Con rồng nó mà chết, con rồng nó mà chết một cái là khỏi có rồng để quay clip cho các bạn xem luôn trời. Từ rồi xong thì tôi làm gì nè. Qua đây nè, gỗ nè. Đặt phụ tôi lên cái máy.
Ôi là đặt đặt khó ta, đặt phòng nó cao quá à. Đặt khó phải trưởng. Ok, đặt ở đây. Rồi ok. Ok, tôi dẫn con rồng vào. Ok, đi hồi nào rồng ơi. Ôi thề ông liên đồng đục cười luôn hết năm cái cửa đầu nhìn, luôn. Nhìn hay mà. Ngồi trên đầu con rồng luôn. Ok, vô đây nè. Ok. Ôi, nhìn okay, đồng rồi. Nhìn ngầu quá. Ngầu ngồi lên hết ngầu luôn. Rồng nhìn ngầu không? Rồi ơi. Ok. Vậy bây giờ chúng ta đã có được một cái chuồng cho con rồng rồi nè. Trời ơi, từ để đập cục gỗ này ra, tự nhiên dư cục gỗ này nhìn vô duyên phải chưởng. Tôi làm một ít dụng cụ đã. Tôi với bà không có dụng cụ gì hết à. Rồi, đầu tiên là cần rìu nè, hai cái rìu. Hai cái cúp. Ok. Tôi trồng lúa đó. Rồi, ok. Bây giờ nó có một cái chuồng cho con rồng rồi nè, quá hợp lý luôn. Ê, lúa thì tôi nghĩ là bây giờ là bà đừng có trồng tầm bậy gì nữa, bà làm thành một cái ruộng lúa luôn đi. Làm luôn à? Đúng rồi. Thì từ từ để tôi làm từ từ, bây giờ để tôi làm đồ ăn, có đồ ăn mà ăn. Trời ơi trời, tôi còn phải đi chặt gỗ các kiểu nữa đây, tôi phải đi chặt thêm gỗ đây, trời ơi trời. Ủa, trên kia có gì vậy? Ủa, anh em ơi, có cái nhà của ai trên đây nè? Ôi, tính ra từ bữa giờ mình chưa đi khám phá hết mấy cái chỗ này luôn nha. Ôi, ôi, ở chỗ này, ông này có nhiều gỗ quá nè. Ông chặt xong để đây quá. Ôi trời à. Nè. Ủa, ông này là ai đây? Ủa, ông này là ai? Trời ơi, sao nhìn ông này, ông mặc cái quần mà ông không mặc áo vậy? Trời ghê vậy? Ôi, tôi sẽ đổi gỗ cho bạn. Ôi, ông này là, ông này là ông Tiều Phu. Sammy biết Tiều Phu không? Biết. Ông này là ông Tiều Phu nè. Tiều Phu chuyên đi đốn củi, sau đó đem củi đi bán á. Ông đổi nè, ông đổi là 30 lúa được 64 lúc được 64 gì ta? Lóc gỗ luôn. Wow. Hấp dẫn. Á thì trời. Gì? Tôi mới 6 miếng lúa à. Trời sao đuổi được? Thì từ từ mình trồng lúa từ từ mình ra, nếu mình lười quá mình không muốn chặt gỗ thì mình ra mình đổi cho ổng. Dễ mà. Ok. Đi trồng lúa tiếp. Về đây. Còn tôi bây giờ tôi cứ nghĩ là tất cả tôi sẽ thử đem con rồng đi, tôi cưỡi em vòng đây, tôi xem thử coi như thế nào đó. Đó, bây giờ mình nghĩ là có con rồng rồi nè, khá là ngầu nè, mình sẽ đem con rồng ra để mình làm con rồng để mình cởi. Ok, trời ơi, nhìn ngầu quá anh em ơi, nhìn nè, trời ơi ngầu quá trưởng. Ok, thôi tôi đem con rồng đi, tôi cởi cho nó bay vòng này thử coi. Ok, đi thế nào. Ok. Đúng rồi anh em ơi, đúng rồi, lần trước có nhiều bạn á bình luận bảo mình là anh ơi, tàu á, tàu hải tặc đó, tàu của cướp biển đó. Thì mình cái con tàu bên đây nè anh em. Bây giờ mình sẽ thử cởi con rồng, mình đi ngang qua đó mình coi thử coi liệu là có phải là tàu của cướp biển thiệt hay không đây. Nói chung trong tập này á là mình sẽ đi khám phá hết cái chỗ này. Ok từ. Uầy, một con tàu của anh em. Bây giờ mình nghĩ là muốn coi hết con tàu này á, mình phải leo lên trên cái cây to cao cao trên kia kìa. Ok, mình phải đi qua cái cây đó thôi. Con rồng này nó đi chậm quá anh em ơi. Nó đi chậm, con rồng này nó chỉ được cái là nó nhảy cao cao thôi chứ nó đi chậm rì à anh em nhìn nè. Đi chậm rì à. Rồng này không biết bay chứ. Đúng là rồng của Mini World không bay được, buồn phải nồi. Ok, từ nhảy lên đây cái nè. Ok, mình sẽ nhảy lên trên kia. Ui, mấy ông này có nhiều rương quá ta. Từ để qua đây coi. Hey, bay lên cao nào. Ui. Ôi, trời. Ok, để mình xuống đây mình xem coi. Wow, mình nghi ngờ lắm anh em ơi. Ui, một cái tàu của cướp biển. Bên dưới đây thì mấy ông cướp biển này, ông có quá trời rương, quá trời cái gì mấy cái lọ vậy nè. Và đếm coi 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, ôi 9 người hả? Nhiều khi trong đó còn thêm người nữa mà tại mình không biết thôi. Uầy, cái này là cướp biển hả ta? Chết thiệt chứ. Chắc là mình phải về mình báo cho Sammy biết để Sammy tránh cái chỗ này ra. Thôi Sammy mà đến đây là thế nào cũng bị cướp biển nó bắt cho coi. Anh em nào không biết á thì cướp biển thường nó rất là háo sắc luôn. Đó, nó mà thấy con gái đẹp chắc chắn sẽ bắt. Ê nhưng mà hơi sai nha. Nó chỉ bắt gái đẹp thôi mà. Chắc là Sammy chắc nó không bắt đâu ha. Thôi kệ đi. Đi về. Nguy hiểm quá. Mấy cái ông cướp biển nhìn mặt ổng, mấy ổng nguy hiểm quá. Thôi đi về. Nhảy xuống nào. Ôi con rồng của mình nó nhảy từ trên nó xuống, nó không bị mất máu. May quá. Tưởng bị mất máu rồi chết mình luôn á. Thôi. Để đi về cái đã. Con rồng này nó không bay được, buồn ghê luôn trời. Bay lên coi rồng. Buồn quá trưởng, con rồng nó bay không được anh em ơi. Khổ phải. Nó cứ đi chậm đi thế này nè. Trời giấc chưa đây. Một nàng công chúa. Nàng đi đâu đi lượm vàng. Tào lao tào lao. Ở đâu có vụ mà có nàng công chúa. Có một nàng Sammy nước, Sammy Oxin cô cao cấp. Gì vậy, không biết tôi làm gì không. Làm gì?
răng liệt giáo đấy, có gì tôi gặp cướp tôi bảo vệ thân tôi. Trời ơi trời, nghe ghê. Ok anh em ơi, thì mình nghĩ là video đến đây cũng đã dài rồi, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên kênh YouTube của Sammy Noob đấy. Đăng ký ủng hộ Sammy nha. Ok bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau, và đừng quên đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nữa nha. Bà đánh tôi hả, bà ghen quá. Đánh nè. Ok, và bye bye. Tạm biệt anh em nha, yêu anh em vãi nồi. Và nếu các bạn muốn mình làm tiếp tục cái series này thì đừng quên bình luận cho mình biết nha. Bye bye.